Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Mấy hôm nay tôi đã chơi game Grounded cùng với một số anh em. Nhưng mà cái game này nó không chỉ là một game vui vẻ đồng đội bình thường mà nó còn là một cái game rất là khó. Khi mà ở trong cái game này cái con đéo nào cũng có thể đánh bạn. Từ mấy con bọ chó, mấy con kiến hay thậm chí là một con bọ xít thôi thì nó phải to bằng 3 con bò. Tôi bốc hơi luôn như một quả rắm vậy. Đéo rồi. Và sau đây sẽ là cái khoảng thời gian chơi của tôi với cái tựa game Grounded này. Bắt đầu thôi. Kiểu chúng ta đang đi trong sân vườn ấy, kiểu tí là chúng ta lấy thấy cục cứt chó ở đâu đấy. Cười vậy. xong kiểu ấn để tương tác nhặt bố lên ăn gì hay à? Em chào anh. Kiến này nó có đánh mình không nhỉ? Tao quên mẹ hết rồi. Mình đánh nó thì nó đánh mình ấy. À thế à? Thế thôi. Nhất bạn. Ê, hello bạn. Tôi có thể cưỡi bạn không? Không, không được. Thôi thôi đi. Đánh nó không? Anh muốn đánh không? Thôi 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 mẹ. Bạn Kiến là bạn, không phải kẻ thù bạn đâu. Ê, sao mày đánh nó? Chó. Nó sẽ có một cái phòng hiểu không? Một cái phòng ông cần phải gọi là phải phân tích. Đây này. Chính cái phòng này. Đâu? À đây. Đấy, ông sẽ vào đây và ông sẽ ấn phân tích những cái đồ mà ông có. Đấy, nhưng mà hiện tại đang là hết rồi. Đây cái có cái máy đây này. Thấy không? Offline. Máy này này. À đây. Tất đây. Mẹ bố này bố vũ rồi. Ây à. Thank you, bye. Tôi đi ngủ. Ok nha. Bye bye ông nha. Thank you ông vì ông đã donate cho tôi. Thấy chưa? Set cái đấy thành màu đỏ với nhà, được chưa? Rồi. Ok, thì xong set cái này đi. Set cái chỗ bay này này thành cái chỗ hồi sinh khi chết. Đi đứng đập. Đéo ai bảo mày đập lên chó này. Rồi, được rồi, nào đi ngủ. Rất vớ vẩn gọi vào không vào đúng cái nhà. Cái này là tí nữa chúng ta có thể chế được cái đựng nước ngon. À, trong này sẽ có một con nhện này. À đây à? À cút. Đấy, thấy con nhện chưa? Đấy, con nhện trong kia kìa. Ê! À! Bên đây còn... Nhu cho đi nào! Đó thằng khó. À! Ơi, phe đi được. Tôi chết rồi. Cứ một người cứu, hai người đánh. Một người cứu, hai người đánh. Không, chết rồi. Help me. Thôi nhá. Ít nhất phải có một người còn sống nhá. Di chuyển khu vực mới đi. Trời ơi, mất là cái con ấy rồi. Màu xanh xanh. Ừ. Ai lấy con màu xanh của Dino đây? Dân toàn đói nghèo với nhau chứ lấy. Ai đói sắp chết. Ai nó thỏ mắt của tôi con cái con xanh xanh rồi. Đấy, qua đây, đâm lửa đâu. Đợi thêm một hai con nữa rồi cầm đi mà ăn. Mày đói mẹ nó vỏ sôi rồi. Đây từ từ. Anh có 3 cái này. Đây này. Ơ, mẹ con đây. Đồ ăn của mày à? Đúng mẹ. Đồ ăn của mày. Kiến là bạn, không phải kẻ thù bạn đâu. Chí ở sao ấy? Ơ! 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 Con bà mày! Tao đéo quen mày cút! Tao đéo quen mày mất cái kiến! Thôi! Chạy đi! Chạy đi! Chạy rồi, nhanh lên! Ui. Nó cắn phát rớt đá lá!
đây. Ui, từ, nấp sau những cái thứ mà to ấy. Tôi muốn khoai chạy nhanh vãi luôn, chỉ được cái nhạc. À xong, rồi chế mấy cái. Ui, kéo gì đấy? Quân bà mày. Anh khám phá thằng đấy đi. À, chúng ta còn đập cái răng này. Đập cái răng ra một cái lối mới. Búa cấp 2 không có đâu, búa cấp 2 thì... Thôi, ở đây có con nhện to lắm. À quên, nhầm, con kiến to lắm. Đi. Thôi đi ra ngoài đi về. Đấy, khám phá cái lỗ này không? Ít cái gì vậy, cái máy? Đâu? Subnautica luôn ạ, phải. Subnautica. Mẹ thề. Thế ông Khoa mà chơi mấy con kiểu Subnautica chắc là mẹ khóc ỉa mất. Ừ, ỉa quần đi. Mình chơi đấy sợ vãi. Ừ, nó vừa hay vừa sợ. Mà hay nhiều hơn. Ừ. Ấy, Rossen. Ngon. Ấy à, thở đâu. Ôi chết, mẹ sao mày kéo ta. Ở đây thở. Ớt. Đâu phải thở chỗ này. Trời ơi. Mẹ rồi, à đây. Anh thở chưa? Chưa, tao đi rồi, có mẹ chó. Tôi với ông đi trực tiếp đập nhẹ đi. À quên, đập, à, nhầm đập kiến, đập kiến. Đập kiến. Đi. Tao mẹ dữ rồi á. Đừng đánh vào người nhau nhá, mẹ ấn U lên mà chọc. Đánh có thể lực đấy. Anh em lưu ý đánh có thể lực. Con kia sắp chết, đây con này này. Rồi, một con. Ui tôi sắp tỏi mẹ rồi. Ơ. À! Nào, đây. Mẹ. Kinh nghiệm chiến đấu. Con ai sống không? Ai sống không ai. Con Khoa đâu rồi? Rồi không chưa đâu rồi. Chú đi vô chứ. Ừ, con Khoa đâu rồi? Con mẹ cứu tôi. Yeah. Cây đi.